Chiều 26 tháng 7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã cùng Công an tỉnh Quảng Nam bắt thêm được một nghi can trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo Công an TP Đà Nẵng, tối 25 tháng 7, Công an hai tỉnh thành ập vào một khách sạn trên địa bàn Quy Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, khống chế một người Trung Quốc tên Gao Liangu Cao Lượng Cố, 42 tuổi. Đây là kết quả phối hợp giữa công an hai địa phương, sau thời gian khẩn trương điều tra vụ án đưa người nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại TX Điện Bàn Quảng Nam và TP Đà Nẵng trong 10 ngày qua, Cao Lượng Cố được xác định là nghi can trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam. Công an hai địa phương này đã phát hiện hàng chục người Trung Quốc lưu trú không khai báo ở nhiều địa điểm, từ đó lần ra manh mối. Trước đó, lực lượng công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can đồng phạm, trong đó có một người Trung Quốc, 2 người Việt Nam. Hiện Gao Liangu đã được Công an TP Đà Nẵng bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam, di lý về Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép.